Chiều hôm nay 7 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện đi kiểm tra tiến độ thi công công trình nối từ đường Cách Mạng tháng 8 đến đường tỉnh 918, đoạn thuộc quận Bình Thủy. Công trình thuộc dự án tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu do Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư, triển khai thi công từ năm 2018, gồm 3 gói thầu là cống ngăn triều khu vực đường Cách Mạng tháng 8 và hẻm 911, phần đường giao thông và các cầu cống trên tuyến. Trong 655 hộ thuộc diện bàn giao mặt bằng, đến nay có 566 hộ đã thống nhất bàn giao. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành sau 1 năm thi công, nhưng hiện khối lượng mới đạt trên 70%. Nguyên nhân là do còn nhiều trường hợp chưa giao mặt bằng cho đơn vị thi công, công tác kiểm kê, phê duyệt chính sách bồi hoàn tái định cư kéo dài, việc giao nền cho hộ bị ảnh hưởng còn chậm. Qua kiểm tra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ hơn với chính quyền địa phương để xúc tiến công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình, tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ về dự án và tích cực hợp tác, đồng thời khẩn trương hoàn tất các khu tái định cư để bàn giao cho hộ dân ổn định cuộc sống.